dĩ nhiên là có rất là nhiều dòng nhạc trong thời gian đó. Tâm tình của, dĩ nhiên mình sẽ không thể hỏi hết các nhạc sĩ, nhưng mà tâm tình của anh là một người lớn lên trong hoàn cảnh đó. Sau những cái đêm hát, những cái đêm trong vũ trường như thế, thì anh trở về nhất định là cặp mắt anh phải gặp được những cái hình ảnh những người lính, hay là ngay cả những cái hình ảnh những người vợ mất chồng, những người con mất cha. Anh nghĩ gì khi anh nhìn những hình ảnh đó, khi mình là một nhạc sĩ? Tôi nghĩ là tôi lớn ra đã nhìn thấy rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Từ lúc tôi đẻ ra, tôi sinh ra là tôi đã nhìn thấy rồi. Chứ không phải đợi đến lúc đó tôi mới nhìn thấy. Thì khi mà mình bất chợt từ bên ngoài mình nhìn vào đó, thì cái impact đó nó mới nhiều. Cái sự mà ảnh hưởng của nó đó, đối với cái tầm nhìn của mình đó, nó mới nhiều. Tôi sinh ra lớn lên là nó đã thế rồi. Thành lúc đó phải nói thật là thì mình cũng như mọi người thôi, không hơn không kém. Trong gia đình nào mà chả có người trong quân đội, trong gia đình nào mà chả có người thiệt thòi, có người bị chết, xa gần đều có. Nhưng mà riêng tôi, đáng lẽ tôi không có trả lời, nhưng mà tôi là người đi dạy học. Thì theo cái quy chế thời bấy giờ, tôi được hoãn dịch. Tôi dạy học ban ngày, buổi tối tôi dạy nhà. Đó, chỉ thế thôi. Chứ còn bạn bè thì tôi có rất nhiều người bạn theo vào quân đội. Rất nhiều. Trong đó ban nhạc, giới ban nhạc có Lê Hữu Hà cũng là trong quân đội. Trong ban nhạc Phùng Thuận đánh trống. Phùng Thuận là cũng là thủy quân lục chiến, cũng bị thương trận. Rất nhiều người có trong quân đội. Mặc dù anh không tham gia, nhưng anh nghĩ gì về cái cuộc chiến lúc đó? Câu hỏi này rất là lớn. Dạ. Rất là lớn, rất là lớn. Nếu mà ngồi mà nói chuyện ra thì chắc có lẽ phải mấy show nữa mới hết. Dạ. Nhưng mà thành ra, với lại nó rất là personal. Dạ, tôi cái này thì tôi xin miễn. Nhưng mà làm sao mà mình không có thể nào mình không nghĩ gì được. Nếu mà nó không nghĩ gì là không đúng. Có. Nhưng mà trong một cái cuộc chiến mà nó dài như thế, mà nó có cái sự cái ảnh hưởng của nó, cái kết quả mà nó xảy ra đến cho mọi người, trong đó có bạn bè, trong đó có, chắc chắn phải có một cái ảnh hưởng rất lớn trong đầu mình. Nhưng mà những cái đó là tôi giữ trong đầu. Bây giờ anh vừa mới nói đến cái từ kết quả mà ảnh hưởng đó, thì ý anh là kết quả những cái gì sau cuộc chiến xảy ra, có nghĩa là cái chế độ bây giờ phải không? Không. Hay là kết quả như thế nào? Tôi nói là cái kết quả mà của cái trận chiến, không phải kết quả sau cùng, ngay trong khi diễn tiến của chiến tranh đó, tức là suốt từ năm 65 cho đến năm 75, người này bị thương, lúc người này vào lính, lúc người này chết. Đó là những cái kết quả. Nó không phải là đợi lúc cuối cùng nó mới xảy ra, mà nó xảy ra dài như này. Chứ không phải là kết quả cuối cùng. Vậy cái kết quả cuối cùng thì anh có, anh rời Việt Nam khi nào? Anh có sống? Tôi rời Việt Nam lúc khoảng 80. Năm 80? 79, 80. Thì anh có sống với cái chế độ bây giờ? Có. 5 năm. Yeah. Đúng. Thì anh nghĩ gì khi vì cái lý do Michelle Phương Thảo hỏi đó là lúc nào mình cũng có sự tò mò. Vì Michelle không có sống được hai cái chế độ đó lúc cái tuổi mình trưởng thành. Mà có thể nói là cái lúc mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì Michelle còn quá nhỏ và đi qua bên đây. Thì lúc nào Michelle cũng tò mò cái cảm tưởng của những người
anh lớn mà đã trưởng thành là một đứa trẻ trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa và cũng hiểu được chế độ bây giờ, mà nhất là một người nghệ sĩ thì cái sự so sánh, phải có một cái sự so sánh. Thì anh nghĩ gì, vì anh là một giáo viên nữa, anh nghĩ gì giữa hai cái chế độ như vậy? Đây là hoàn toàn là ý tưởng của anh thôi. Dạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ nói lúc khác. Dạ. Tôi chưa không có chuẩn bị mà để nói cho nó đúng đắn. Dạ. Thì sau khi ra đây, nói chung là phần đông đã được ra ngoài hải ngoại. Thì các anh có hoạt động không? Vì hình như không có nghe nói đến phong trào Việt hóa khi mà ra nước ngoài. Tôi nghĩ ngược lại đó. Mặc dù tôi, cá nhân tôi thì tôi không còn hoạt động văn nghệ nữa. Hoạt động văn nghệ là hàng tuần hay là thu băng hay gì thì tôi không còn làm nữa, đã lâu rồi. Nhưng mà những anh bạn khác như Trung Hành, Tuấn Dũng thì vẫn còn hoạt động văn nghệ. Nhưng mà những cái bài hát Việt hóa của thời đó, bây giờ thỉnh thoảng hát lại thì khán thính giả vẫn nhận ra, vẫn rất thích, vẫn mạnh mẽ như bao giờ. Là vẫn còn cái số fan. Vâng. Dạ. Như trong cái chuyến đi lần trước tôi có qua đây thì ba anh em có hợp lại. Không phải là tổ chức một cái buổi gì ghê gớm, một cái buổi chỉ gặp nhau thôi tại một cái nhà hàng nhỏ đó mà cũng không có quảng cáo rầm rộ gì hết. Nhưng mà cũng có đây cái nhà hàng đó, khán thính giả lúc đó thì ngồi nghe rất là say mê. Chỉ có ba người, ba cái đàn guitar và hát thôi, không có nhảy rầm, không có gì hết, mà họ ngồi trên 2 tiếng đồng hồ. Nếu mà ai đi hát thì sẽ hiểu và sẽ thông cảm và đồng ý với tôi là khi mà mình trình diễn đó, khi mà khán giả mà thích mình biết, khán giả không thích mình biết, thì tôi tin rằng là khán giả ngồi ở phía dưới kia vẫn rất là thích và sẵn sàng ngồi nghe hàng giờ đồng hồ cho ba cái đàn guitar và ba giọng hát mà thôi.